Xin chào các bạn khán giả thân yêu kênh YouTube Bóng Đá Và Đời Sống. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là buổi tập thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam. Đây là buổi tập thứ 3 trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu thuộc FIFA Day tháng 10. Đây là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Theo chúng tôi ghi nhận được thì Tiến Linh vẫn chưa thể tập luyện cùng với các đồng đội. Anh là cầu thủ duy nhất cho đến lúc này. Huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn yêu cầu tập riêng. Trong khi đó thì hôm nay thì Quế Ngọc Hải và Văn Thanh đều đã có mặt trên sân tập và hoàn thành toàn bộ giáo án. Tiến Linh không thể tập nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Anh vẫn rất là vui vẻ. Theo tìm hiểu thì Tiến Linh bị căng cơ sau những trận đấu tại V-League. Và đây dù sao cũng không phải là những trận đấu chính thức nên là huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn rất là thận trọng với sức khỏe của các cầu thủ. Nếu cần thiết thì Tiến Linh có thể nghỉ luôn ở trận đấu với câu lạc bộ Nam Định. Đây là Vũ Văn Thanh. Như các bạn thấy, Quế Ngọc Hải ở đằng xa kia. Cả hai đều đã trở lại sau một vài ngày tập riêng để hồi phục sau những trận đấu tại V-League, những trận đấu rất căng thẳng. Ở phần khởi động này thì Tiến Linh vẫn được tập cùng với các đồng đội. Tuy nhiên là sau đây thôi, anh sẽ phải di chuyển vào một khu vực riêng để tập với bác sĩ. Đây là những bài tập rất nhẹ nhàng để làm nóng cơ thể. Một hình ảnh khá thú vị. Tiền vệ Thái Sơn trò chuyện cùng với hai đàn anh của mình là Văn Quyết và Quế Ngọc Hải. Một người là hậu vệ, một người là tiền đạo, một người là tiền vệ. Mặc dù là một cầu thủ trẻ nhưng mà Thái Sơn cũng rất là chững chạc. Một giây phút rất vui khi Vĩ Hào bị Thành Trung đánh yêu một cái. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hôm nay cũng có một đôi giày. Đây là đôi giày giống với đôi giày mà siêu sao Mbappe sử dụng. Văn Toàn cũng mặc áo số 9 và cũng sở hữu tốc độ, phong cách chơi cũng khá giống với cả Mbappe. Dựa nhiều vào tốc độ và kỹ thuật. Tất nhiên là chỉ là một so sánh vui thôi. Còn để mà nói là đẳng cấp hay là những pha xử lý bóng hoa mỹ thì tất nhiên là Văn Toàn không thể so sánh được với siêu sao người Pháp rồi. Đây hình ảnh của nhóm thủ môn, chúng ta thể thấy là Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn sẽ tập trước. Trong khi đấy thì hai cầu thủ trẻ Trung Kiên và Văn Việt sẽ quan sát các đàn anh. Hầu hết các buổi tập của đội tuyển Việt Nam thì Văn Lâm và Philip Nguyễn đều chia sẻ rất nhiều với các thủ môn trẻ, những đồng đội trẻ của mình. Các bạn có thể thấy là Philip Nguyễn vừa nói một vài điều với Văn Việt. Có thể nói là Văn Việt khá là may mắn khi anh liên tục được lên đội tuyển quốc gia để tập luyện với những đàn anh, những thủ môn xuất sắc nhất. Đây là Trung Kiên. Đây là lần đầu tiên Trung Kiên được lên đội tuyển quốc gia. Anh có lẽ sẽ là một sự chuẩn bị cho U23 Việt Nam trong tương lai. Đặc biệt là tại SEA Games 2025 diễn ra vào năm tới. Thì tôi nghĩ rằng là Trung Kiên và Văn Việt sẽ cạnh tranh nhau suất bắt chính của U23 Việt Nam. Khó có thể khác được. Còn ở thời điểm này thì họ sẽ ở đây tập với đội tuyển quốc gia như là một sự chuẩn bị tích lũy kinh nghiệm từ các đàn anh. Đây là huấn luyện viên Kim Sang Sik. Chúng ta sẽ đến với bài tập chuyền bóng của đội tuyển Việt Nam. Và theo như chúng tôi quan sát thì huấn luyện viên Kim Sang Sik
đã sắp xếp những chiếc marker thành một khối đội hình trên sơ đồ 4-4-2. Một khối đội hình mà câu lạc bộ Nam Định thường sử dụng ở mùa giải năm nay. Ở mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Nam Định đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu sắp tới thường sử dụng đội hình 4-2-3-1, một sơ đồ đội hình rất giống, có nhiều nét tương đồng với 4-4-2. Ở đó thì Henrio cùng với Rafael Sơn sẽ thi đấu gần với nhau. Đây là những chiếc marker mà các huấn luyện viên đã xếp ra, các bạn có thể thấy 4-4-2 rất rõ ràng. Đây là những bài tập chuyền bóng mà ở đó các huấn luyện viên sẽ yêu cầu cầu thủ của mình di chuyển liên tục chuyền bóng, sau đó thì chạy chỗ để khai thác khoảng trống giữa hai trung vệ cũng như là hậu vệ biên của đối thủ. Các cầu thủ sẽ thay nhau chuyền bóng rồi chạy đến vị trí được yêu cầu. Và cuối cùng là thực hiện một bài chồng biên để đâm xuống phía đáy biên và sau đó căng ngang vào trong. Đây là một miếng đánh nói chung là cũng quen thuộc với đội tuyển Việt Nam. Và theo như các cầu thủ chia sẻ thì quan trọng nhất là làm thế nào để nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp thôi. Còn việc hiểu bài thì họ đã hiểu rất rõ những yêu cầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik rồi. Ngay cả những cầu thủ như là Văn Trường hay là Thái Sơn, những cầu thủ tương đối trẻ nhưng mà cũng đã có nhiều thời gian làm việc với huấn luyện viên Kim Sang-sik thì cũng không lạ gì cả. Vào ngày 9 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với huấn luyện viên Kim Sang-sik. À, xin lỗi các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tại sân vận động Thiên Trường. Đây là trận đấu được tổ chức để gọi là thay thế cho trận đấu với đội tuyển Liban đã bị hủy trước đó. Tuy nhiên trận đấu này sẽ đá kín. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có cơ hội tha hồ để thử nghiệm. Đây là Văn Thanh. Như chúng tôi đã nói thì Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương thôi. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và đừng quên rằng là ngay sau đây sẽ có một phần trả lời phỏng vấn của Quế Ngọc Hải. Các bạn đừng rời màn hình nhé. Ở đó thì Quế Ngọc Hải sẽ chia sẻ rất nhiều về quá trình chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia, về tình trạng sức khỏe của mình và đặc biệt là những lời gửi gắm đến tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người mới trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ để lại những lượt like và lượt follow cho kênh Bóng Đá và Đời Sống nhé, để cùng chúng tôi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, cùng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ luôn ở đây để gửi đến các bạn những hình ảnh và thông tin mới nhất của bóng đá Việt Nam. Sau quãng thời gian khá lâu rồi, bây giờ anh được trao lại cái băng đội trưởng, mới được cảm xúc của anh. À, thực ra thì việc mình ở trong ban cán sự hay là không hay là thì mình vẫn là một thành viên của đội, và cái việc quan trọng nhất là mình được thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia, đấy là điều hạnh phúc nhất của mỗi bản thân mỗi cầu thủ. Còn việc mình là cầu thủ có kinh nghiệm trong đội thì mình tất nhiên là mình cần phải có những cái chia sẻ. Ngoài việc mình tập nỗ lực tập luyện cho chính bản thân mình thì mình cũng ở hiện tại thì thời điểm này thì là thời điểm mà đội tuyển đang có rất là nhiều cầu thủ trẻ, nên là mình cũng hy vọng là tất cả các cầu thủ có kinh nghiệm ở trong đội đều sẽ cố gắng để truyền đạt và dìu dắt các bạn trẻ để tốt hơn cho đội tuyển quốc gia. Anh có thể chia sẻ thêm về cái thể trạng thể lực hiện tại khi mà nhất là trong 2 ngày vừa qua anh đã phải tập riêng của người? Thực ra thì những cái chấn thương nhẹ ở khi mà mình trải qua
4 trận đấu tại V-League thì nó cũng không quá nghiêm trọng, nên là ngày hôm nay thì Hải có thể quay lại, Hải và tất cả các cầu thủ chấn thương cũng có thể quay lại tập luyện bình thường cùng với đội. Liệu những cái buổi tập riêng như vừa rồi nó có ảnh hưởng đến cái cơ hội của Quế Ngọc Hải để đá cái trận đấu với Nam Định tới đây không? Thì với cá nhân em nghĩ thì việc cầu thủ nào sẽ thi đấu ở trận đấu với giao hữu với câu lạc bộ Nam Định cũng như là Ấn Độ sắp tới thì hoàn toàn thuộc về quyết định của huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện, nên bản thân em cũng như tất cả cầu thủ đều đang rất là cố gắng và nỗ lực để có thể được thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Thầy có hỏi gì về Hải về cái sự sẵn sàng của mình cho trận đấu với Nam Định, bởi vì trận đấu Nam Định là một trận đấu rất quan trọng. Tất nhiên là trận đấu nào của đội tuyển quốc gia thì khi mình được thi đấu đều rất quan trọng. Và thầy Kim cũng có chia sẻ và cũng có nhắc nhở về đối với riêng bản thân em về những cái chấn thương, thì nếu em sẵn sàng và đạt thể trạng tốt thì vẫn sẽ tập luyện và thi đấu cùng với đội. Khi mà được chốt vào ban cán sự của đội tuyển thì huấn luyện Kim Sa-sik có dặn dò điều gì đặc biệt với Quế Ngọc Hải không? Như Hải vừa chia sẻ thì điều huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện mong muốn nhất ở các cầu thủ như Hải hay là những cầu thủ có kinh nghiệm như Văn Quyết hay Hùng Dũng và một số anh em có kinh nghiệm khác là việc thời điểm này thì là thời điểm mà đội tuyển đang có rất là nhiều cầu thủ trẻ, nên là cái việc gắn kết giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ có kinh nghiệm là một điều rất quan trọng trong nội bộ của đội tuyển để hướng tới những cái mục tiêu trước mắt và quan trọng nhất là giải AFF Mitsubishi Cup sắp tới. Anh đánh giá thế nào về trận đấu với Nam Định? Vì rất là hiếm khi đội tuyển Việt Nam lại thi đấu với một câu lạc bộ mà là câu lạc bộ ở V-League. Thực ra thì việc đội tuyển Liban không thể đến Việt Nam để thi đấu trận đấu giao hữu là một cái điều mà tất nhiên là không ai mong muốn cả, bởi vì đội tuyển cần những trận đấu, cần thêm rất là nhiều trận đấu để có thể thử nghiệm nhiều cái cầu thủ, kể cả cầu thủ trẻ cũng như là các cầu thủ đã thi đấu nhiều năm cho đội tuyển để gắn kết hơn. Nhưng mà dù sao thì hiện tại bây giờ thì có lẽ là Nam Định đang là đương kim vô địch của V-League và có là đội bóng đang thi đấu tại AFC Champions League 2, nên là Hải nghĩ là chất lượng của đội Nam Định là đội bóng có chất lượng nhất của V-League, nên đội tuyển muốn thi đấu với Nam Định là cũng cũng là điều rất là hợp lý. Theo em biết là ngày hôm qua đội tuyển cũng tập chiến thuật ấy, thì anh ngoài sân dùng tập riêng thôi nhưng mà cũng quan sát rất kỹ, về theo anh thì những bài tập ấy có khác gì so với lần hội quân gần nhất của đội tuyển? Tất nhiên là mỗi đợt tập trung thì thầy Kim sẽ mang đến cho các cầu thủ cũng như là tập thể đội bóng nhiều phương án để chuẩn bị cho những trận đấu gần là giao hữu, còn xa hơn là muốn các cầu thủ hiểu hơn về triết lý của thầy để có thể chuẩn bị tốt nhất cho những hành trình sắp tới. Ở trận đấu gần nhất thì anh thấy Quế Hải được đá cái vị trí trung vệ lệch phải, chứ nó không phải là trung vệ giữa bình thường, và em lại có một đường truyền rất là tốt cho Tiến Linh ghi bàn. Thì với cái tính toán như thế nào mà thầy lại có sự điều chỉnh như thế, và em thích nghi với nó như thế nào? Việc thích nghi thì em cũng không có gì phải bất ngờ lắm, bởi vì thực ra là em cũng trong cái sơ đồ ba trung vệ thì em kể từ năm 2018 thì em đã thi đấu ở tất cả các vị trí ở trong sơ đồ ba trung vệ rồi, nên việc thích nghi với những vị trí như thế thì cũng không quá là khó khăn. Và với cầu thủ thì những cầu thủ chuyên nghiệp như các cầu thủ của đội tuyển thì chắc chắn là việc huấn luyện viên sắp xếp mình thi đấu ở vị trí nào thì mình cũng phải cố gắng để thích nghi nhanh nhất để đáp ứng những cái yêu cầu của huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện đề ra. Với Quế Ngọc Hải thì AFF Cup năm nay, cái thành công của AFF Cup năm nay nó quan trọng như thế nào? Bởi vì là chúng ta cũng biết là bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa rồi gặp khá nhiều khó khăn, không có thành tích và các cổ động viên cũng đang rất tâm tư. Tất nhiên là em và toàn thể đội bóng đều rất là mong muốn giải đấu AFF sắp tới đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được thành công, bởi vì đúng là thời điểm vừa qua thì toàn đội đã không có được những cái thành tích tốt, và chúng em mong muốn là sẽ mang đến cho toàn thể người hâm mộ một niềm vui lớn cho ở cuối năm này.
có một lời nhắn gửi gì cho Công Phượng không? Thực ra thì việc Công Phượng trở về Việt Nam thì em nghĩ là một điều tốt cho bản thân của Công Phượng, và em hy vọng là đợt tới thì Công Phượng sẽ tập luyện thật chăm chỉ, nỗ lực và sẽ được ra sân thật nhiều, và có thể hy vọng là bạn ấy sẽ có thể có cơ hội được quay lại đội tuyển quốc gia để cống hiến. Thế câu cuối tôi hỏi nhá. 12 tới đá với Ấn Độ trên sân vận động Thiên Trường ở Nam Định, em có lời nào cho khán giả, cổ động viên của Thành Nam không? Em nghĩ là với cổ động viên Nam Định thì họ rất là yêu đá bóng, bóng đá là văn hóa của tỉnh Nam Định, nên là em nghĩ là em hy vọng là khi đội tuyển quốc gia đến thi đấu thì sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và cổ vũ của cổ động viên Thành Nam cũng như là các cổ động viên đến sân Thiên Trường thật đông để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, và chúng em sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của đội tuyển Việt Nam mang đến cho người hâm mộ trận đấu sắp tới. Okay, cảm ơn. Thank you, Captain.